Xin chào, đây là bộ sưu tập 8 chiếc xe ô tô đồ chơi cho bé. Đây là loại xịn các bạn nhé. Đó. Mình sẽ mở hộp ra các bạn xem này. Hộp rất là chắc chắn này, rất là đẹp. Các bạn sẽ xem kỹ hơn về chiếc ô tô này. Có xe beat này, xe gia đình này, xe thể thao này, rất nhiều. Đó. Đây là xe chạy bằng cót nhé. Rất là xịn luôn các bạn. Bánh xe rất là xịn, không như các hàng giá rẻ. Để thử cho các bạn xem này. Đó. Xe này thì không ngại va chạm không nhỉ. Bé các bé chơi thì quăng quật thoải mái không sao. Đây là kim loại chứ không phải là nhựa các bạn nhé. Đó. Đây kim loại nhé. Đó. Kim loại nhé. Bình thường là giá rẻ là nhựa các bạn. Rất dễ vỡ. Cảm ơn các bạn.